Đây là cánh đồng hoa Vĩnh Hiệp ở kế cầu Hè Thu Hai đó quý vị. Thì cánh đồng hoa này thì cái kế Hè Thu Hai, nếu mà chúng ta đi từ hướng Tiến Chánh đó, mà từ Kiên Lượng ở từ Minh Lương bên kia thì chúng ta sẽ gặp cánh đồng hoa nằm ở bên tay trái, rồi tới cầu Hè Thu Hai thì bên tay trái đi xuống khoảng 100 m. Đây nè, đây là cánh đồng hoa. Giờ này thì cánh đồng hoa thì mình thấy có nhiều cái loại hoa, như là hoa hướng dương nè. Ở trước rồi có cái cổng ở đây có các anh chị đang chụp các cảnh nè. Thì cánh đồng hoa thì cũng không có hôm đấy cũng không có gì nè là rộng lắm, thì nó cũng có nhiều hoa, nhưng mà hoa hướng dương rồi hoa gì nhỉ, hoa màu gà. Hoa màu gà hướng dương, đây mới thấy có khoảng 4 loại hoa thôi. Đây là hoa hoa dừa nè quý vị, đây hoa dừa, hoa dừa có màu trắng và cái màu hồng. Còn đây là hoa bách nhật, bách nhật. Ở nhà Lâm thì cũng có trồng loại này nhưng mà rất là cao to, Lâm nó bứng ra nhiều. Ở đây có một cái gọi là cái xích đu. Ở đây hai cái cây cái bên gọi là cây bằng đó quý vị. Ở đây cây bằng thì chúng ta có thể các món về kho ăn rất là ngon. Để leo lên đây ngồi một cái về. Ồ, được được được, có gì là bay xuống sông luôn nha quý vị. Ok. Cái bằng nè, màu gà. Ở đây là cây me nè quý vị. Đây có một vàng cái bông. Đây Lâm thấy cũng bình thường thôi, tại vì giờ này là hết hết mùa rồi. Ủa chú ơi, cái này là mình trồng là lâu chưa chú? Mình trồng khoảng chừng 4 tháng. À 4 tháng hả? Ủa vậy là tới ngoài kia là hết rồi đó hả chú? À dạ. Ủa mà con thấy như cũng chỉ có mấy loài hoa là chủ yếu hả ta? Ở đây mình nói với bạn là tụi mình mới làm cái này 4 tháng. Dạ. Ở đây mình không phải là làm vườn hoa. Bạn ở đâu mà bạn phỏng vấn với bạn nè. Thứ Dạ. nhất là hiện nay diện tích ở đây cũng gần 1 hectare. À. Cái diện tích nó rất là lớn. Và mình làm thì mới 4 tháng. Dạ. Tức là mới sử dụng đợt hoa đầu tiên. Hoa chủ đạo đợt hoa đầu tiên của mình là hoa xoay nháy. Xoay nháy Xoay luôn. nháy. À là cái hoa nằm ở dưới là chủ yếu là nhiều đúng Hoa không? xoay nháy hồi đó Dạ. nó cả một bờ đó là xoay nháy. À dạ. Nó đã nở từ lúc trước Tết tới giờ nó đã kết thúc. À dạ. Hiện giờ mình đang chuẩn bị cho cái đợt hoa mới. Và À. đợt hoa mới của mình là sẽ là hướng dương, là hoa chủ đạo. À Nhưng dạ. xin thưa, hướng dương thì trồng 3 tháng thì nó cũng nở được có 2 tuần thôi. 2 tuần thôi hả? Đúng rồi. Nếu vậy Do đó là nếu mà cùng một lúc mình cho nhiều người vô á thì mình cũng quản không nổi. À dạ. Mà nếu mà vô thông dong á thì nó cũng sẽ không 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 có thời gian để mà người ta thưởng thức được, và nó cũng không bù đắp được cái sức lao động, bởi ở đây một vé mình có 10 15 nghìn. Trong khi À đó lao dạ. động ở đây mình phải thuê một ngày là 300 nghìn. Cũng Và phải không. phải lo cơm nữa. Dạ. Như vậy thì mà ở đây thì mình cam kết là không phân bón thuốc trừ sâu, tất cả mình làm bằng thủ công hết. Cái đó hơi khó chăm sóc Thành luôn ra là nó chăm sóc nó rất là vất vả. ạ. Ở ở cánh đồng này mình đã xạ 3 lần xoay nháy mà nó cũng không thể sống được. Nhưng mà mình vẫn cố gắng duy trì. Thứ hai nữa là để cho nó có phát triển bền vững thì sau cái đợt này thì mình sẽ quy hoạch lại. Tức là ở đây mình không cần phải làm đa 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 dạng hoa, nhưng cũng có một một vài cái phải cũng phải có hoa để làm điểm nhấn. Dạ. Nhưng mà mình sẽ nghiên cứu làm những cái loại hoa nó có thể chỗ lâu hơn.
để cho khi, tức là cái lúc nào người ta lại đây người ta cũng có khoa chứ không phải ngưng như bây giờ. Thứ hai nữa là hiện giờ tụi mình cũng đang là cán bộ công chức chứ không phải làm chuyên. Không có chuyên. À, cũng không có mang, đương nhiên làm là phải lấy thu bù chi nhưng mà không phải là mang tính chất kinh doanh. Mình làm có ba cái mục tiêu. Thứ nhất cũng phải đảm bảo được phát triển lấy thu bù chi thì mình mới có thể sống được. Tức là phải nó phải được nuôi chính nó thì nó mới sống được. Không thì mình cũng không thể nuôi nó hoài được. Thứ hai nữa đó là có chỗ để học sinh đi trải nghiệm. Ở đây mình cũng có làm rất là nhiều trò chơi dân gian kết hợp để cho học sinh qua đây trải nghiệm. Cái thứ ba nữa, mục tiêu của mình là làm cái khu vực này là các bạn lại đây thông dong để thả bộ đi, thưởng thức cái không gian. Do đó là mình không muốn bê tông hóa. Không phải làm để mở quán nhậu. Dĩ nhiên là các bạn đến đây ngoài cái thưởng thức hoa ra, các bạn cũng phải có chỗ để ngồi ăn uống thư giãn. Có khi các bạn có thể nhâm nhi một ly nước, một ly cà phê gì đó. Cũng có thể các bạn có thể ăn với các bạn mình những cái món ăn dân dã và nấu ở đây cũng đặc biệt là giảm gia vị. Nấu theo kiểu ở nông thôn. Nhưng mà bây giờ ở đây cái khu vực này mình có trồng một cái cây hay làm một cái tum, mình đều cân nhắc. Thứ nhất là không, nếu mà làm nhiều tum nó che bóng mát thì không, cũng không còn là nhiều hoa. Còn nếu mà nắng thì người ta cũng không có thể thưởng thức hoa với ánh nắng được, bởi vì thời tiết của mình ở đây. Do đó là mình sẽ cố gắng làm có những cái chiến lược phát triển từ từ để cho các bạn lại đây thấy giống như một khu Đà Lạt thu nhỏ. Chắc chắn ở đây mình cũng không sử dụng quạt mà mình sử dụng phun sương. Tức là hệ thống ở đây các bạn nhìn là rất là làm hệ thống phun sương hết. Ngay cả đường điện mình cũng đi âm ở dưới đất. Ví dụ đường điện ra ngoài đó là mình âm xuống dưới đất. Để cho các bạn không có phải nhìn thấy cái cánh đồng nó trống trải hơn. Và ở đây đặc biệt cái khu vực này mình không thích bê tông. Nếu mà sau này mùa mưa làm đường đi thì chắc có lẽ là mình chọn dán hoặc cây gỗ gì đó để làm cái đường đi. Chứ không có bê tông. Thứ hai nữa là cũng có nhiều người đề nghị là đổ để cái đường vô nó cho nó rộng rãi cho nó đi. Điều đó đúng không sai, nhưng mà nếu như nhiều quá, nếu mà áp lực, làm kinh doanh là cần có nhiều người. Nhưng nếu cùng một lúc mà áp lực quá thì có khi nó mình không đáp ứng được. Cuối cùng mọi người vô vườn hoa thì lại không, với cái giữa cái người chủ hoa muốn làm cho hoa cho nó đẹp thì nó lại đâm ra nó phiền hà với nhau. Một người thì nhu cầu nhiều quá. Và bây giờ còn một cái thứ ba, mà điểm nhấn thứ ba mà mình muốn mọi người vô đây, tức là ở đây mình muốn là mình sẽ là người cung cấp dịch vụ. Còn các bạn ví dụ như tự nấu nướng, ví dụ mình có thể cung cấp con gà, nước rồi gia vị gì đó, các bạn có thể tự nấu cho người nhà mình ăn. Nhưng mà hầu như cái đó cái ý tưởng của mình vậy, nhưng mà hầu như khi mà mình triển khai á, những người đến đây họ nói họ muốn là có người khác cùng. Đã là đến đây mà muốn người khác chăm sóc. Thành ra khó quá nếu vậy là cái khu dịch vụ chứ đâu phải là mà mình thì mình muốn là mọi người thân thiện. Bởi vì khi mà nấu ăn không phải chỉ có để ăn đồ ăn nó ngon, bởi vì đồ ăn ngon thì chắc không có tìm đến đây rồi. Phải tìm đến đây là nấu bằng cách một cách ấm cúng. Ý tưởng của mình vậy. Sáng nay thì mình cũng đang hợp tác với một người bạn, còn cái khu đất phía sau đó là bạn sẽ trồng sen và nuôi cá tê tượng. Còn bản thân của mình thì những cái view mé sông chạy dài hơn 200 thước này, mé mương này là mình cũng trồng sen. Trồng sen và lúc đó là mình sẽ làm những cái sàn trên cái sen đó. Và ở đây thì vào những ngày rằm, những cái sự kiện trọng đại thì tụi mình cũng còn ở đây có tài trợ những cái chương trình như ngâm thơ chẳng hạn. Và hướng tới nếu mà có bạn khách yêu cầu, tụi mình cũng có thể tổ chức những cái tour đi trên sông. Ở đây mình có xuồng nè, có lưới nè, có chài nè, có lợp, có lờ. Mình rất là khuyến khích mọi người đi một tour trên sông để cảm nhận được thực ra quê hương mình cũng đẹp. Có rất là nhiều góc cạnh, có thể cái đó mọi người thấy hàng ngày, có thể mình sống ở vùng sông nước thì mình thấy bình thường. Nhưng bất chợt một ngày nào đó mình đi, mình sẽ thấy quê hương mình đẹp. Từng ngõ ngách, từng con cá, từng củ khoai. Ngày xưa ba mẹ mình nuôi mình ở dưới những cái con gạch, con kinh đó. Và họ sống, họ gắn bó với đó. Bây giờ mình đi, mình chỉ cần thưởng thức lại thôi. Thì mình cũng đã có phần nào cảm nhận được những cái đó. Và mình nói với các bạn,
Người ta nói cưới vợ thì kiếm đâu xa, có những bông hoa nằm ngay cửa ngõ nhà mình. Có khi người hàng xóm mình, có khi cái người mà mình gặp hàng ngày, họ cũng rất đẹp, rất là xinh xắn, cũng rất là ngọt ngào. Nhiều thằng hàng xóm, nhiều thằng khác thích thì cái hàng xóm lại không thích. Nhưng mà mình thì lại muốn là để cho cái người khác thích thì hàng xóm mình phải thích trước cái đó. Dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn chị, chúc cái ý tưởng của chị sẽ thành công hơn nữa nha. Dạ. Cảm ơn em. Ở đây mọi người đến đây là đã vui rồi. Dạ. Các bạn cứ thử đi, không khí ở đây buổi sáng sớm sương mù giăng giăng, các bạn đâu có cần phải đi kiếm ở đâu xa đâu. Dạ. Các bạn dạo bước và các bạn thấy khi mà các bạn sống trong những cái môi trường này nè, những cái sân si, những cái mệt mỏi bên ngoài nó không còn là vấn đề gì cả. Dạ. Mình sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu biết mấy. Không phải những cái mà đấu tranh sinh tồn bên ngoài, những cái sân si, những cái cô này mặc quần này áo nọ, cô này đã nói tôi những câu gì, đối với mình khi mà mình sống ở đây mình thấy nó không quan trọng. Dạ. Mình sẽ sống chậm lại. Dạ. Giống như người ta nói tại sao mà mỗi người cái lúc mệt mỏi ngày xưa người ta hay trốn lên Đà Lạt. Dạ. Bởi vì nơi đó người ta sẽ cảm thấy nó không có phải áp lực trong cái tốc độ mà công nghiệp hóa hiện nay. Người ta sống, người ta đặt áp lực, chạy xe cũng chẳng nhìn ai. Rồi á là ăn cũng không còn để thưởng thức ăn ngon hay ăn dở, ăn cho no. Rồi á là cũng bia rồi chào mừng nói ào là người ta tưởng được thương mến nhau không phải. Khi các bạn lại đây các bạn thấy nó khác. Khác rất xa mà mình không cần phải chạy đi đâu xa. Kế bên thành phố mình đã tìm lại được một chút nào đó chính mình. Dạ. Rồi. Rồi cho em đi một vòng nhé. Em cứ tự nhiên. Dạ 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 rồi. Alo. Ở đây là gần gần bằng này quý vị. Đây. Ở đây ở xa xa đó là cái cầu gỗ. Nếu mà còn kia là cầu bê tông rồi. Còn đây đây đây. Đây là sàn bằng theo Lâm nhớ là chạm bằng cái này là cây chàm. Rồi đi đi. Ở đây có cây cầu khỉ nè quý vị. Thì đây là theo ý tưởng thì chị ấy cũng sẽ không có làm bê tông ở đây, chủ yếu là làm cho đi đường đất hết. Đây là cầu khỉ. Cầu khỉ này thì nếu mà không có từng đi thì cũng làm không có quyền chúng ta đi nha. Tại vì cầu khỉ không phải là dễ đi. Còn đối với Lâm đây là bình thường thôi. Vì Lâm là dân ở nông thôn nha mà. Đây là cây cầu khỉ mà ở giữa là bằng bình đằng. Còn ở hai bên đó là bằng tre. Thì cầu khỉ này là cầu khỉ bình thường ở quê thôi, cũng không có lạ lắm. Nhưng mà đối với các bạn ở thành thị thì cầu khỉ là một trong những cái rất là khó đi. Lâm không có khuyến khích, nếu mà muốn trải nghiệm thì chúng ta cứ đi bình thường thôi. Thì Lâm vẫn có thể đi bình thường, vừa đi và vừa livestream cho các bạn xem cũng được. Nhưng mà thôi, Lâm không có livestream, Lâm chỉ làm mà gãi thôi. Ok. Bây giờ sẽ đi ra ngoài bên kia. Ở đây Lâm thấy có cái sàn ở kế cái cặp dòng kinh nhỏ này nè. Thì ở đây có các đồ để nấu ăn. Đây là nồi đất. Ai coi phim Thạch Sùng mình chúng ta biết tới cái nồi đất này. Đây là khuôn đổ cái bánh khọt này quý vị. Thì khuôn đổ bánh khọt thì ở đây rất là nhiều, như là khoảng 6 cái khuôn đổ bánh khọt. Còn đây là những cái xích đu cũng nhiều màu lắm. Ở dưới là lục bình thì mọi người có thể không quen ăn uống này kia luôn cũng được.
Còn những cái cây này rất là quen thuộc để xa xa, đó là những cái hoa nhài là chủ yếu. Sau này thì theo như cô chủ nói thì sẽ trồng hoa hướng dương. Ok, bye bye. Đi không? Đi ra ngoài chơi. Đi. Đi từ từ. Thì cầu đó là cái cầu tràm thôi. Ồ, một con cá nó chết rồi. Đi từ từ thôi. Hoa này là hoa nhài. Nhưng mà hoa nhài là trồng biết nhiêu nhưng mà cũng đâu có lên được nhiều. Hoa nhài đấy, hoa màu vàng vàng đó. Ừ. Ủa sao mà Miu đi qua đứa đây được trời. Rồi đi qua đây được không? Đưa đây. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao đi qua được vậy? Qua đây, qua đây. Em đi đường kia. Ờ, rồi đi đường này đi. Đi. Đi này, đi này. Chủ yếu là khoảng 1 hecta. Nè, hoa nhài nè, đu đủ nè. Đu đủ này là đu đủ này, đu đủ mỏ dịch hay đu đủ thường vậy? Nè, hoa nhà mình dòng nhóc. Đây là có nhiều, rất là nhiều hoa nhài thì chủ đạo đầu tiên là hoa nhài mà. Đu đủ thì Lâm sẽ giới thiệu trong một cái bài clip khác về các công dụng mà mọi người. Đây là đu đủ đang kiếm một cái trái mỏ dịch nhưng mà như chỉ có trái này thôi nè. Mà nó bự quá. Hả? Thôi đưa đây, vòng cho. Cái đầu con chó. Đầu con chó đó. thôi ngoan. Cầu. Con của mình nó đang quậy quậy rồi. Đây. Nhiều hoa nè. Đây là cây cầu. Ê. Cầu này bằng tre chứ không phải là cầu tràm. Hai bên là cây tràm với cây bạch đằng. Đây là cây bạch đằng, cái này là cây tràm. Bình thường mà đâu có gì đâu. Cầu tre này nữa. Bền không có sao. Ở dưới là cái xuồng bằng mica. Đây, miền cánh đồng. Nói chung là cái mùa này thì hoa chủ đạo nó cũng không còn nhiều hết. Tại vì hết mùa rồi. Còn cái hoa hướng dương theo cô chủ nói thì trồng khoảng 2 tuần thôi. Thì cũng không có được lâu. Đây là cái cây cầu gỗ đây. vui không? Rồi đi qua cái tùm bên kia không? Đây này, đường này đi qua đó, qua cái tùm. Qué vô là 15.000 ấy. Có.
chưa, chúng nó vô hỏi cỏ của chả chứ hả? Không biết nha, nghe nói 10-15 ngàn gì đó. Ok thôi, cái này đi về nhà nội cũng được, nhà nội nhiều bông lắm. Đây hoa rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là hoa nhài rồi hoa bách nhật coi. Hoa hấp. Đây là cái tôm, gọi là cái tôm tôm này thì nó không phải là lợp bằng gom, mà Lâm chỉ thấy là cái tôm thường thôi. Đây cái tôm thường, nhưng mà quý vị ở xa thì hay ở thành phố thì có thể ghé đây, ở thành phố Rạch Giá thì ghé đây. Tại vì ở đây đất rất là nhiều phèn. Hơn 1 hecta phèn nhiều lắm. Đây xa là gia đình ấy đang chụp ảnh. Ok. Come in. Cây nha, đừng có đạp cây của người ta. Nè. Này như là cây bông hay là cà vậy ta? Đó đang rất là vui nè quý vị. Đang chụp ảnh. Giờ này thì chụp hơi khó một tí tại vì hơi tối rồi. Đây rất là nhiều hoa. Sao giờ? Ừ? Ok. Đây là rất là nhiều hoa đang được gieo ở dưới. Đây. Rồi, sau khi mà chúng ta đi hết khoảng 1 hecta. À, theo cô nói là khoảng 1 hecta đấy. Đây là cây móng tay. Sao mọi người hay gọi là móng tay, đơn giản đó là khi mà chúng ta kéo lên ập ra thì nó nhảy ra. Cái hình này, đây. Cái hình giống như móng tay nè quý vị, gọi là cây móng tay. Đó. Nè bóp vô. Miêu nó không? Bóp vô. Gọi là cây móng tay là như vậy chứ không có gì hết. Ừ. Bóp vô cái này hả? Ừ. Này, lớp vô. Cho miêu gục đi, bóp trơn rồi. Nè, cho miêu gục. Cầm. Bóp đi. Kìa, bóp bể. Nó cò lại kìa. Gọi là cây móng tay là như vậy thôi.
Còn hoa hướng dương thì Lâm không có biết cái sự tích, nhưng mà theo Lâm được biết là nó hướng về ánh sáng mặt trời là chủ yếu, do đó gọi là còn gọi là hoa mặt trời là như vậy. Đây, đây chủ yếu là hoa hướng dương thôi. Ở đây thì nó đẹp hơn bên kia, bên kia thì nó hơi tàn rồi quý vị. Rồi xin cảm ơn quý vị, nếu mà quý vị có ghé thăm thì có thể ghé như cái địa chỉ mà Lâm đã giới thiệu thôi. Rồi xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại các clip tiếp theo.